Bạch cầu, miễn dịch. Một La Mã, các hoạt động chủ yếu của bạch cầu. Khi các vi sinh vật xâm nhập vào một mô nào đó của cơ thể, hoạt động đầu tiên của các bạch cầu để bảo vệ cơ thể là sự thực bào. Tham gia hoạt động thực bào là bạch cầu trung tính và bạch cầu mono, hay còn gọi là đại thực bào. Kháng nguyên là những phân tử ngoại lai có khả năng kích thích cơ thể tiết ra các kháng thể. Các phân tử này có trên bề mặt tế bào vi khuẩn, bề mặt vỏ virus hay trong các nọc độc của ong, rắn, v.v. Kháng thể là những phân tử protein do cơ thể tiết ra để chống lại các kháng nguyên. Tương tác giữa kháng nguyên và kháng thể theo cơ chế chìa khóa và ổ khóa, nghĩa là kháng nguyên nào thì kháng thể ấy. Khi các vi khuẩn, virus thoát khỏi sự thực bào, sẽ gặp hoạt động bảo vệ của tế bào lympho B, tức là tế bào B, hình 14.3. Các vi khuẩn, virus thoát khỏi hoạt động bảo vệ của tế bào B và gây nhiễm cho các tế bào cơ thể sẽ gặp hoạt động bảo vệ của tế bào lympho T, tức là tế bào T, hình 14.4. Vậy, sự thực bào là gì? Những loại bạch cầu nào thường thực hiện thực bào? Tế bào B đã chống lại các kháng nguyên bằng cách nào? Tế bào T đã phá hủy các tế bào cơ thể nhiễm vi khuẩn, virus bằng cách nào? Hai La Mã, miễn dịch. Loài người không bao giờ bị mắc một số bệnh của các động vật khác như toi gà, lở mồm long móng của trâu bò, v.v. Đó là miễn dịch bẩm sinh. Người nào đã từng một lần bị bệnh nhiễm khuẩn nào đó, ví dụ bệnh sởi, thủy đậu, quai bị, v.v. thì sau đó sẽ không mắc lại bệnh đó nữa. Người ấy đã miễn dịch với bệnh đó. Đây là miễn dịch tập nhiễm, còn gọi là miễn dịch đạt được. Miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch tập nhiễm đều là miễn dịch tự nhiên. Người nào đã từng được tiêm phòng, tức là chích ngừa, vaccine của một bệnh nào đó, ví dụ bệnh bại liệt, bệnh uốn ván, bệnh lao, v.v. Người ấy cũng có miễn dịch với bệnh đó. Đây là miễn dịch nhân tạo. Vậy miễn dịch là gì? Nêu sự khác nhau của miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo. Qua bài học này các em cần nắm vững. Các bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng các cơ chế thực bào, tạo kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên, phá hủy các tế bào đã bị nhiễm bệnh. Miễn dịch là khả năng cơ thể không bị mắc một bệnh nào đó. Miễn dịch có thể là miễn dịch tự nhiên hay nhân tạo. Câu hỏi và bài tập. 1. Các bạch cầu đã tạo nên những hàng rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể? 2. Bản thân em đã miễn dịch với những bệnh nào từ sự mắc bệnh trước đó, và với những bệnh nào từ sự tiêm phòng, tức là chích ngừa? 3. Người ta thường tiêm phòng, chích ngừa cho trẻ em những loại bệnh nào? Em có biết hội chứng suy giảm miễn dịch, virus HIV là nguyên nhân gây ra bệnh AIDS? Chúng gây nhiễm trên chính bạch cầu lympho T, gây rối loạn chức năng của tế bào này và dẫn tới hội chứng suy giảm miễn dịch. Cơ thể mất khả năng chống lại các vi khuẩn, virus và thường chết bởi các bệnh cơ hội do các vi khuẩn, virus khác gây ra như bệnh lao, bệnh sởi, v.v.